Chương một. Cuộc gặp gỡ định mệnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tại trường quen xăng ở Hàn Quốc, có một đầu gấu nghe đầu gấu thì chỉ có thể là nam mà ai dè ra là nữ hoàng Yuna nữ sinh năm 2, đẹp thì đẹp thiệt, ai quy cao, dáng thì chuẩn mà tại cái tính bạo lực nên không ai dám đụng tới, nhỏ đó đi nghênh ngang giữa trường tay cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn. Tự nhiên nhỏ nghe thấy. Trùng trường này cũng có lúc ăn bánh mì hả, ha ha. Yuna chạy nhanh tới chỗ tụi nó đang nói xấu nhỏ, ánh mắt giận dữ, kéo áo tụi nó lôi xuống đất. Nè! Mới nói gì đó, có ngon thì nói lại coi. Nhỏ quát với giọng giận dữ. Dạ, em không có nói gì hết, đại ca tha cho em. Bộ trùng trường không phải là người hay sao mà không được phép ăn bánh mì hả, mốt mà nói kiểu đó nữa tao đánh cho nhiều xương, nghe chưa? Dạ, em nghe rồi nhỏ đấm tuổi nó một phát rồi phủi tay, sáng sớm ra gặp toàn cái lũ gì đâu, nó chạy một mạch đến lớp, nó ngồi vào chỗ, thì con bạn của nó nhỏ đó đi tới chỗ nó ngồi bạn nó tên là Karam rất là bánh bèo, điệu, mà chơi thân với Yuna từ hồi nhỏ. Nè Mai Bồ có đi xem phim không tôi có hai vé nè. Hừm để coi đã nếu Mai rảnh thì tôi đi với bà. Nó vui vẻ trả lời kê bữa nay kiểm tra toán đó học gì chưa, chưa hôm qua mới đi quýnh lộn xong sức đâu nữa mà học ờ bồ không học cũng điểm cao chót vót rồi đâu có như tôi thôi thôi có gì tôi chỉ bà cho nha cảm ơn nhiều rồi cũng vào tiết toán cô giáo bắt đầu phát bài kiểm tra cô bảo yuna em lên bàn giáo viên ngồi cho cô sao vậy cô nó hỏi điểm em đã cao nhất trường rồi nên cô không muốn mọi người nhìn bài em nó quay sang nhìn karam nói thì thầm vẻ mặt hơi lo cho nhỏ bạn giờ sao sao tôi chỉ bài cho bà được karam lắc đầu bảo nhỏ đi lên kia ngồi đừng lo cho nó yuna nghe theo rồi lên bàn giáo viên ngồi làm bài một mình nó nghĩ bụng trời ơi chán vậy ngồi một mình ai tám với mình giờ nó than cạc lớp đang hì hục làm bài thì nó đang ngồi chói ở trển à mà nhỏ cũng làm xong bài rồi nó không còn cách nào khác nhỏ chỉ bài cho bạn nó bằng tay cả lớp nhìn và làm theo hết tiết toán cũng là lúc nó đi về nhà nhỏ đi với bạn nó. Cảm ơn bộ nha, Karam vui vẻ nói. Có gì đâu bà là bạn thân tôi mà hì hì, trên đường nhỏ đi về nhà thì không may đụng trúng thằng cha nào đó, ừm thì nhìn cũng được, cao tầm một M8 có đẹp cỡ nào cũng không phải gu của nhỏ. Nè đi làm ơn nhìn đường chút nha. Đột nhiên nó túm cổ áo của thằng cha đó lại, kéo sát lại gần rồi quát bỏ ra rồi đi tiếp, rồi thằng kia đánh lén sau lưng nó mà không sao, nhỏ thoát được đòn tấn công của hát võ thì làm ơn học lại cho đàng hoàng đi nha, yếu như sên mà này đặt. Nó lè lưỡi trêu ngươi thằng kia, xê Dám. Thằng đó quát đám sao lại không, anh là cái thái gì mà tôi phải sợ, lo học võ lại đi nha, hát a hát a hát -a, 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 a Nó cười to như sỉ nhục vô mặt người ta được rồi, tôi sẽ cho cô một trận tôi sẽ chờ đến ngày đó, nó chạy một mạch về nhà rồi nhảy lên nằm trên chiếc đệm êm ái của nó, lăn qua lăn lại hớn hở. Kỳ này có trận để đánh rồi, há há há, nó yếu vậy thôi kệ một chọi một vậy. Yuna háo hức chờ đến ngày gặp lại anh chàng kia thiệt là cuộc gặp này chẳng đâu vào đâu hết nếu hai người gặp lại nhau sẽ như thế nào, mời các bạn đón đọc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.